Ok các bạn nha, hôm nay mình sẽ quay lại với một mod Rainier nha các bạn. Ok, mình sẽ quay với một mod Rainier nha các bạn. Đó. Ok. Đó, các bạn thấy giao diện Rain đầu tiên không ạ? Một mod Rainier. Trời ơi, cái săn kỳ vậy. Oh man. Rồi, chúng ta sẽ vào chơi nha các bạn. Ok mới. Trời ơi, sao cái chữ này đỏ lè vậy? Ok, nó sẽ rất là kinh dị đây. Ngày 1. What the fuck, cái nhà kìa. Ok, đây cái nhà nha các bạn. Cái này nó bị kỳ sao đó. Rồi. Ok. Ồ, nó đổi tiếng mở cửa làm gì nhờ. Ồ, có quyển sách nè. Lấy luôn. Còn gì tội tình gì mà không lấy quyển sách. Ok. Ồ. Cái chỗ này giờ nó cũng bình thường. Ủa, trong này có gì? Cái gậy level các bạn ơi. Có cái gậy level. Ok. Rồi. Không có gì đúng không? Rồi. Ok, chúng ta sẽ tìm đồ. Mới vô gặp đồ cùi rồi các bạn ơi. Ui, đồ ngon nè, đồ ngon, đồ ngon, đồ ngon. Các bạn để mình dục quyển sắt đó đi các bạn ơi. Đi rồi mình gặp bả thì sao nhờ. Cũng có thể gì dễ gặp bả lắm á. Rồi hiệu quả qua. Rồi hiệu quả qua đây tiếp. Rồi. Rồi. Mình sẽ đi. Đi nha bạn. Alright. Rồi mình có thể lấy được cái này. Hai mảnh rồi các bạn ơi. Còn một mảnh nữa rồi xong mình. Lắp cây súng rồi không? Bắn bả các bạn ơi. Rồi đó, rồi 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 rồi. Bả xong với mình rồi các bạn ơi. Bả xong phim với mình rồi. Bả chết như mình rồi các bạn ơi. Bả chết như mình rồi. Alright. Còn số 2 nha các bạn. Số 2. Ok, số 2. Số 2. Số 2 nha các bạn ơi. Số 2. Đừng quên. Số 2 nha các bạn. Rồi. Mình bắn cả cái. Rồi số 2. Rồi dụ bả xuống bắn các bạn ơi. Rồi rớt luôn rồi. Bả xuống chưa? Rồi bả xuống rồi các bạn. Rồi, cái nhạc bị đuổi rồi, nó thay đổi rồi. Nhạc bị gì đó các bạn ơi. Rồi nắm chuẩn vô bắn nha. Ok. Rồi. Lục tủ. Rồi, ok. Cái hồi nãy đâu ta? À, cái quyển sách hồi nãy nè các bạn ơi. Alright. Cái quyển sách hồi nãy nè.
Ok. Số 2 đó. Số 2 nha các bạn. Ok, số 2 đó. Số 2 cho các bạn. Đồ tôi. Không tìm thấy cái code ta. Ủa cái code đâu ta? Cái cốt đâu? Rồi vụ bả đó. Xuống nha mẹ. Ok. Ok, mình sẽ làm cái này lại các bạn ơi. Ủa kim. Ngon. Kim ngon rồi các bạn ơi, nguyên cây kim luôn. Ok, mình sẽ bắn bả. Ok, mình sẽ bắn bả nha các bạn. Cái cầu thang bị gì vậy? Mình không biết bả xuống chưa nữa các bạn. Ủa, bả xuống rồi. Bắn một cái. Cắt. Quăng xuống. Xíu xuống rồi cắt. Rồi, đây. Chìa phá con nhện cho bạn ơi. Chìa phá con nhện. Đừng quăng ra. Quăng ra thôi. Chìa phá két sắt. Ok, mà sẽ lụm ra các bạn ơi. Rồi đi xuống à. Rồi xuống rồi. Rồi như vậy cũng có má luôn á các bạn. Ủa có cái bánh răng. Ok, có cái bánh răng nha bạn. Quăng xuống nha bạn ơi. Bỏ nó đi qua. Ok.